Cứ thành thông lệ, sau mùa thu hoạch, đến dịp giáp Tết, bà con dân tộc thiểu số ở Gia Lai lại háo hức chuẩn bị các món ăn truyền thống của dân tộc mình trong mùa Tết. Một trong những món ăn đặc trưng là heo một nắng. Đúng như tên gọi của nó, heo một nắng được tẩm ướp gia vị và phơi khô đúng một ngày nắng là ra sản phẩm. Trước nay, heo một nắng luôn là món ăn độc đáo dành cho dịp Tết, hoặc mỗi khi có khách quý đến chơi nhà, người Tây Nguyên lại lấy ra đãi khách. Món đặc sản ẩm thực của người địa phương của mình đó chính là heo một nắng. Đây chính là món mà người địa phương của mình hay làm mỗi khi dịp Tết xuân về để mà tiếp đãi khách, cũng là để giữ gìn bản sắc dân tộc truyền thống của người địa phương của mình. Nổi tiếng với tên gọi là vùng chảo lửa của Gia Lai, thời tiết ở huyện Krông-pa quanh năm hanh khô, nắng nóng. Theo khảo sát của các chuyên gia, số giờ nắng ở đây đạt khoảng 1.700 giờ một năm. Thêm vào đó, huyện Krông-pa sở hữu đàn bò lớn nhất vùng Tây Nguyên với hơn 63.000 con. Bò nhiều, nắng nhiều, nên từ lâu, người dân nơi đây đã nghĩ ra cách làm thịt bò một nắng. Ban đầu chỉ đơn giản là để dành, ăn dần, sau đó đã trở thành đặc sản. Bò một nắng Krông-pa không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà đã có mặt ở khắp cả nước. Tính đến nay, huyện Krông-pa có 10 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, trong đó chủ lực vẫn là sản phẩm bò một nắng, Tỳ Vân, Nguyệt Viên, Tuấn Hậu, Đức Mười. Trước đây là chúng tôi cũng học theo cái cách làm của người địa phương trên địa bàn để sản xuất ra cái bò một nắng. Cái bò một nắng này là chỉ sử dụng trên áp suất năng lượng mặt trời. Bò nó vừa đỏ, nó vừa thơm và nó đảm bảo cái độ khô chuẩn. Đất huyện Cà Đông Ba này thì cái vùng là vùng nắng nên là nó hầu như là được 9 tháng liên tục coi như là cái nguồn nhiệt của mặt trời. Nên là chúng tôi sử dụng đa số vào cái độ nóng của mặt trời. Còn khi mà mùa mưa thì chúng tôi phải đưa vào nhà lồng, tức là để sử dụng sấy trong nhà lồng, nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong năm 2021 được 4 sản phẩm ô cốp 3 sao. Và định hướng sắp tới của huyện trên phần huyện là định hướng là ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ gia đình sản xuất kinh doanh những sản phẩm chủ lực địa phương. Thì phấn đấu là hiện sẽ đạt 6 đến 7 sản phẩm đạt ở cấp 3 sao cấp tỉnh. Thiên nhiên khắc nghiệt đã không làm khó được con người. Trong cái khó ló cái khôn, người dân Tây Nguyên đã tạo ra nhiều món ăn rất đặc trưng từ chinh phục được thiên nhiên, chinh phục khẩu vị của người dân bản địa và đang dần trở thành món ăn yêu thích của thực khách xa gần. Hiện nay, với những chủ trương và chính sách đúng đắn từ việc ưu đãi phát triển sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương, những sản phẩm độc đáo mang tên một nắng của Gia Lai sẽ có thêm đôi cánh để bay xa và chinh phục nhiều thị trường rộng lớn hơn.